Hôm ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay quá rõ cho chúng ta thiết nghĩ không cần phải giải thích dài dòng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sống như thế nào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy khi mà cái người hỏi Chúa Giêsu, người chất vấn Chúa Giêsu, Chúa trả lời như vậy thì ông đối đáp lại, thì Chúa Giêsu bảo là ông không còn xa nước Thiên Chúa. Không còn xa lắm đâu, rất gần. Thế với chúng ta thấy cái con đường sống đạo của chúng ta, hành trình thiêng liêng của chúng ta nằm ở việc chúng ta mến Chúa và yêu người. Nói thì rất dễ, nhưng khi thực hành thì không dễ đâu. Chúng ta quay lại bài đọc 1. Chúng ta thấy bài đọc 1 trích từ sách của ngôn sứ Hô-sê. Mà ngôn sứ Hô-sê có một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Ông ta có một bà vợ, nhưng bà vợ này thì quá đỗi quá xá, bỏ ngôn sứ Hô-sê đi hết ông này rồi đến ông khác. Cứ mỗi lần bỏ đi như vậy thì Thiên Chúa lại bảo Mô-sê bảo Hô-sê đi tìm nó về, đưa nó về. Thì ông vâng lời Chúa, đưa về. Đưa về được 5-7 hôm lại bỏ đi tiếp với ông khác. Thế là Chúa bảo Hô-sê cứ đưa nó về. Điều mà Chúa bảo Mô-sê như vậy, Hô-sê làm như vậy là để diễn tả điều gì? Để diễn tả là dân tộc Do Thái, mà chính nhân loại chúng ta cũng thế, bỏ Thiên Chúa đi ngoại tình với các thần khác, với các thần ngẫu tượng khác, không thờ Chúa, rồi Chúa vẫn động lòng thương đi tìm đưa về. Và chúng ta thấy tuy lòng tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta như vậy, nhưng Thiên Chúa không chấp nhận sự gian ác, tìm đưa về, giang tay đón chờ, nhưng Chúa không chấp nhận sự gian ác. Nếu chúng ta cố tình và cố chấp trong sự gian ác của chúng ta thì Chúa cũng đành bỏ tay. Tình thương của Thiên Chúa bao la như thế dành cho chúng ta, cho nên việc chúng ta đối đáp lại với tình yêu đó như thế nào là mỗi người chúng ta. Hành trình đức tin của chúng ta nằm ở chỗ đó. Nhưng việc chúng ta yêu mến Thiên Chúa cũng được diễn tả bởi một điều răn thứ hai, đó là
chúng ta yêu thương nhau, yêu thương người thân cận. Thường ngay hồi lúc còn nhỏ thì con cứ nghĩ yêu thương người thân cận là phải bố thí cho người ta vài đồng bạc, vài lon gạo hay là một cái gì đó, là một việc giúp đỡ gì đó cho một người đâu xa, cho một người ăn mày, cho một người hàng xóm nào đó. Nhưng càng lớn lên con thấy yêu thương đó phải được diễn tả ngay chính trong gia đình của mình, chứ không phải là ở người đâu xa, nhất là trong đời sống vợ chồng. Ngày hôm qua con ngồi tòa giải tội, thì khi gặp những cái trường hợp là thưa cha, con có nhậu nhẹt say sưa, về con về con chửi mắng vợ con, được rồi đúng không? Ông nhậu, ông say xỉn vừa tốn tiền tốn bạc, rồi ông nhậu ông thấy cái hậu của nhậu sau này là nhậu nhiều thì gan coi chừng bưng, coi như là bị sơ gan cổ trướng hay là bị cái này cái kia, bị ung thư gan đó. Rồi chưa nói là nhậu nhiều là mỡ trong máu, trong tim, trong gan ông coi chừng đó. Nói cái hậu thôi, cho nên ông nhậu xong rồi ông phê lên, rồi bắt đầu là ông tăng 1, tăng 2, tăng 3, ông làm rồi làm tùm lum tà la là đổ bể, chưa nói cái chuyện là chửi vợ chửi con đó. Rồi ông về ông chửi vợ chửi con, rồi cái gia đình của ông nó xào xáo. Cho nên thấy không, bỏ nghe chưa, thì nói thì khuyên người ta bỏ như vậy chứ không biết là bỏ hay không. Nhưng mà bây giờ việc định tội của ông là trước hết là ông về ông hãm mình. Một việc đơn giản là ông hãm mình, cái bữa cơm bình thường thì ông ăn cho tôi nửa bụng thôi, một bữa một thôi, để ông ý thức được, hãm được cái thân xác của ông. Nó yêu thương không phải là chúng ta cứ nghĩ đi sao, bớt nhậu dùm đi, hãm bớt cái sở thích mà nhậu nhẹt đó, để rồi kiến tạo một gia đình êm ấm hơn. Chứ nhậu về say xỉn la mắng vợ con, làm gia đình xào xáo, đứa con nó thấy cái nhà mà nó lung tung quá, nó cũng kiếm cách nó đi, kiếm đường nó đi, nó ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ hàng xóm, rồi cuối cùng nó hư, rồi nó làm tùm lum thứ. Không, không nghĩ đến cái chuyện đó. Yêu thương đừng nghĩ là đâu xa, mà nghĩ trong chính gia đình của mình. Khi mình ăn nhậu phải nghĩ đến vợ con, cũng vậy, người vợ cũng vậy. Khi yêu thương gia đình của mình phải nghĩ, yêu thương người thân cần phải nghĩ chính, điều đầu tiên là chính gia đình. Phải vun sới cho gia đình của mình, lo từng miếng cơm, từng áo sống cho chồng, cho con, tất cả mọi thứ. Đừng nghĩ yêu thương đi đâu xa. Chính yêu thương đó là con đường nên thánh của chúng ta, ngay từ chính trong gia đình của chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cố gắng, thứ nhất là mến Chúa, thứ hai là yêu người, mà đừng nghĩ đâu xa, từ nghĩ từ chính trong gia đình của mình trước tiên. Lời người vô về nhưng khi sầu đau,